Chương 10. Nơi cậu ở thuộc vùng các hành tinh 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Cậu bắt đầu chuyến đi bằng cách ghé qua các hành tinh này để xem có việc gì làm không và để mở mang tầm hiểu biết. Hành tinh đầu tiên được ngự trị bởi một vị vua. Đức vua mặc áo lụa màu đỏ tía có choàng dải lông thú, ngồi trên chiếc ngai rất đơn giản nhưng trông rất uy nghi. "A, một thần dân đây rồi!" vị vua kêu lên khi thấy hoàng tử bé. Còn cậu nghĩ bụng, làm sao ông ta nhận ra mình được, vì ông ta đã gặp mình bao giờ đâu. Cậu không biết rằng, đối với vua chúa, mọi chuyện thật đơn giản. Tất cả mọi người đều là thần dân của họ. "Bước lại gần đây cho trẫm nhìn rõ mặt khanh," ông ta nói, giọng đầy tự hào vì cuối cùng cũng đã là vua của một ai đó. Hoàng tử bé đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi, nhưng cả hành tinh đã bị chiếc áo choàng lông thú lộng lẫy choán hết chỗ. Thế là cậu đành phải đứng, và vì quá mệt mỏi, cậu ngáp dài. "Thật là trái phép tắc khi ngáp trước mặt nhà vua," Đức vua nói. "Trẫm cấm khanh." "Thần không thể cưỡng lại được," hoàng tử bé trả lời đầy vẻ bối rối. "Thần đã bay một chuyến dài và chưa hề chợp mắt." "Vậy thì trẫm ra lệnh cho khanh phải ngáp. Từ nhiều năm nay trẫm không còn thấy ai ngáp nữa. Trẫm rất tò mò muốn thấy người khác ngáp. Nào, hãy ngáp nữa đi, đây là mệnh lệnh." "Thần sợ quá, thần không thể," hoàng tử bé đỏ lừ mặt. Đức vua hắng giọng. "Vậy thì trẫm ra lệnh cho khanh lúc thì ngáp, lúc thì..." Ông hơi ngập ngừng và xịu mặt xuống. Đã là vua thì phải giữ uy quyền cho nghiêm, không thể dung tha những kẻ kháng lệnh. Đó là đấng quân vương tối cao, nhưng là một vị vua anh minh, ông chỉ ban ra những mệnh lệnh hợp lý. Ông lấy lại giọng cứng cỏi. "Nếu trẫm ra lệnh cho một vị tướng phải biến mình thành con chim biển, và nếu như vị tướng không tuân theo, thì đó không phải là lỗi của ông ta, đó sẽ là lỗi của trẫm." "Thần có thể ngồi được không?" hoàng tử bé rụt rè hỏi. "Trẫm ra lệnh cho khanh ngồi xuống," Đức vua trả lời cậu, rồi ông đưa tay thu bớt vạt áo choàng lộng lẫy của mình lại. Hoàng tử bé rất đỗi ngạc nhiên, hành tinh này nhỏ xíu, vị vua này trị vì cái gì đây? "Tâu bệ hạ," cậu lên tiếng, "thần xin phép được hỏi." "Trẫm ra lệnh cho khanh hỏi," Đức vua vội vã đáp lời. "Tâu bệ hạ, ngài trị vì cái gì?" "Tất cả," Đức vua trả lời như một chuyện cực kỳ đơn giản. "Tất cả?" Đức vua khoát tay chỉ hành tinh của mình, các hành tinh khác và các vì sao. "Tất cả những thứ này ư?" hoàng tử bé hỏi lại. "Tất cả những thứ này," Đức vua trả lời. "Bởi không chỉ là đấng quân vương tối cao, ông còn là đấng quân vương tuyệt đối của cả vũ trụ." "Vậy các ngôi sao có tuân lệnh bệ hạ không?" "Tất nhiên là có, chúng phải tuân theo ngay, trẫm không tha thứ cho những kẻ không khuôn phép." Một quyền lực như thế làm cho hoàng tử bé hết sức thán phục. Nếu có trong tay quyền lực đó, cậu có thể ngắm không chỉ 44 mà là 72 hay 100 hay cả 200 lần mặt trời lặn mỗi ngày mà không cần phải nhấc ghế lên. Hơi chạnh lòng vì chợt nhớ đến hành tinh đã từ bỏ của mình, cậu đánh bạo cầu xin Đức vua một ân huệ. "Thần rất muốn ngắm cảnh mặt trời lặn, xin bệ hạ ban phước, xin bệ hạ hãy ra lệnh cho mặt trời lặn xuống đi." "Nếu trẫm ra lệnh cho một vị tướng bay lượn giữa vườn hoa như con bươm bướm, hay viết một vở bi kịch, hay tự biến mình thành con chim biển, và nếu vị tướng không thực hiện mệnh lệnh được ban, thì ông ta hay trẫm, ai sẽ là người có lỗi?" "Tất nhiên sẽ là bệ hạ," hoàng tử bé quả quyết trả lời. "Chính xác, cần phải biết đòi hỏi ở người khác những gì họ có thể làm được," Đức vua kết luận. "Quyền lực trước tiên phải dựa vào lẽ phải. Nếu khanh ra lệnh cho thần dân của mình nhảy hết xuống biển, họ sẽ đứng lên phản kháng. Còn trẫm có quyền đòi hỏi sự tuân phục vì các mệnh lệnh của trẫm luôn hợp lý." "Vậy còn mặt trời lặn?" hoàng tử bé nhắc lại. Cậu chưa bao giờ quên bất cứ câu hỏi nào một khi đã đặt ra. "Mặt trời lặn à, khanh sẽ thấy, trẫm sẽ ra lệnh. Nhưng theo phương châm trị vì của trẫm, cần phải đợi cho điều kiện thích hợp." "Tới khi nào thì được?" Đức vua hắng giọng, đồng thời xem một cuốn lịch to. Tới khoảng 7:40 tối nay,
rồi khanh sẽ thấy là trẫm được tuân phục như thế nào. Hoàng tử bé ngáp dài, cậu lấy làm tiếc không được ngắm mặt trời lặn. Hơn nữa, cậu đã bắt đầu cảm thấy chán. Cậu nói với đức vua, thần không còn việc gì ở đây nữa, thần sẽ đi đây. Đừng đi! Đức vua vội vàng níu kéo thần dân duy nhất của mình. Đừng đi, trẫm sẽ phong cho khanh làm quan. Quan gì? Quan tòa. Nhưng có ai đâu mà xử tội? Chẳng biết nữa, đức vua phân trần. Trẫm vẫn chưa đi thăm thú hết vương quốc của trẫm được. Trẫm đã quá già, lại không có đủ chỗ để thắng một cỗ long xa, còn đi bộ thì sao mà trẫm đi nổi. Ồ, nhưng thần thấy rồi, hoàng tử bé vừa nói vừa chồm mình liếc nhìn sang phía bên kia hành tinh. Cũng chẳng có ai ở phía bên kia. Thôi thì khanh sẽ xử chính khanh vậy, đó mới là chuyện khó nhất. Tự xử mình bao giờ cũng khó gấp ngàn lần xử người khác. Khanh mà tự xử mình được thì khanh là người thông thái nhất rồi. Dạ, thần có thể tự xử mình ở đâu cũng được, thần không cần phải ở đây. Trẫm nghĩ là có một con chuột già trên hành tinh này đấy. Ban đêm trẫm thường nghe tiếng nó, khanh có thể xử tội nó, kết án tử hình chẳng hạn. Như vậy tính mạng của nó sẽ nằm trong tay khanh, rồi khanh lại ân gia cho nó khỏi tội chết để giữ lại mạng sống cho nó. Chỉ có một con thôi mà. Riêng thần thì thần không thích kết án tử hình, và thần nghĩ rằng đã tới lúc phải ra đi. Đừng! Đức vua kêu lên. Nhưng hoàng tử bé đã chuẩn bị sẵn sàng và không còn muốn quấy rầy vị vua già nữa. Nếu bệ hạ muốn quyền uy của ngài được tuân phục, xin ngài hãy ban cho thần một mệnh lệnh hợp lý. Chẳng hạn như ngài có thể ra lệnh cho thần ra đi trong vòng 1 phút. Thần thấy rằng điều kiện đã thích hợp rồi đấy. Đức vua không trả lời. Hoàng tử bé thoáng ngần ngừ, rồi cậu thở dài và bay đi. Trẫm phong cho khanh làm sứ giả của trẫm, đức vua vội vàng nói với theo. Ông vẫn có một quyền lực vô hạn. Người lớn thật là lạ, hoàng tử bé tự nhủ trong suốt cuộc hành trình.